Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 2 là hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 6 bộ chân trời sáng tạo nhé. Đầu tiên các bạn hãy cùng cô chúng ta sẽ nghiên cứu vào hình chữ nhật. Cho hình chữ nhật, chúng ta cho hình chữ nhật ABCD giống như hình 1 ở đây. Ta có hình chữ nhật ABCD. Đo rồi so sánh các cạnh và các góc của hình chữ nhật. Như vậy ở đây thì các bạn hãy, chúng ta hãy dùng cái eke và compa để chúng ta sẽ đo so sánh nhé. Các cạnh các bạn có thể dùng thước hoặc là compa. Compa thì chúng ta sẽ đo nó sẽ nhanh hơn đấy. Các bạn mở compa ra này. Đây, độ dài của chúng ta có đo hai chiều dài này. Đây, hai chiều dài nhá. Hai chiều dài này các bạn đo thì các bạn thấy nó bằng nhau. Được chưa? Sau đó các bạn đi đo hai cái chiều rộng này. Hai chiều rộng thì các bạn thấy hai chiều rộng này cũng bằng nhau. Rồi. Tức là các cặp cạnh đối của nó bằng nhau, cặp cạnh đối AB bằng CD, cặp cạnh đối AD bằng BC. Tiếp theo các bạn dùng eke để các bạn đo góc thì chúng ta thấy các góc ở đây đều là bằng 90 độ. Đấy. Các bạn đo các góc. Tương tự, các bạn đo cho cô góc C và cái góc B thì các bạn cũng thấy tất cả các góc này đều bằng 90 độ cả. Rồi, hãy kiểm tra xem các cặp cạnh. Hai cặp cạnh AB và CD, chúng ta cặp cạnh AB này. CD này. Rồi cặp cạnh AD, BC và AD, BC và AD. Hai cặp cạnh này chúng ta thấy cặp cạnh đối song song này. Cặp cạnh này song song với cặp cạnh này. Hai cặp cạnh này song song với nhau. AC và BD, đây chúng ta có AC và BD được gọi là hai đường chéo chính, hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy đo rồi so sánh AC và BD. Như vậy để so sánh hai cái đường chéo AC và BD, các bạn có thể dùng thước để các bạn đo xem thử nó có cùng cái độ dài hay không, hoặc các bạn có thể dùng compa. Lúc nào học chúng ta cũng sẵn cái compa nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, đặt chúng ta đặt này hai cái chân của compa trùng với AC. Sau đó các bạn đo xem thử BD có bằng như vậy hay không thì các bạn thấy BD nó cũng bằng như vậy. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ, sau khi chúng ta đo xong thì các bạn sẽ trả lời lại cho cô như sau. Như vậy, cho hình chữ nhật này, cái câu hỏi đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ trả lời là các cạnh của hình chữ nhật thì chúng ta có các cặp cạnh đối của hình chữ nhật thì bằng nhau. Câu hỏi số 1 thì các bạn sẽ trả lời là các cặp cạnh đối, cạnh đối thì nó sẽ bằng nhau. Cụ thể là chúng ta có cạnh AB thì bằng cạnh CD. AB bằng cạnh CD. Rồi cạnh AD thì bằng BC. Nếu bạn nào viết AB bằng DC thì cũng được, tức là đổi chỗ hai cái này cho nhau cũng được. Đấy, các bạn có thể đọc AB hoặc là BA thì nó đều chỉ cạnh này thôi. Các bạn có thể đọc DC hoặc CD thì cũng chỉ là cái cạnh này. Tương tự, các bạn có thể đọc BC, CD. Hai cái này, đọc BC cũng được mà CD cũng được. Các góc của hình chữ nhật thì chúng ta đo thì chúng ta thấy các góc của hình chữ nhật là bằng nhau. Các góc bằng nhau. Và cụ thể là cùng bằng 90 độ. Đều là các góc vuông đấy. Rồi, hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AC và CD, BC và AD có song song với nhau hay không. Thì ở đây các bạn sẽ trả lời ý A thì cô vừa hướng dẫn đây rồi đúng không? Ý B này. Ý B là ta có gì? AB thì song song với lại là gì? CD. AB này thì sẽ song song với CD. Đấy, BC thì song song với AD. BC song song với AD. Tiếp theo là so sánh hai đường chéo. Vậy hai chúng ta có hai đường chéo AC và BD bằng nhau.
hai đường chéo bằng nhau. Ta có đường chéo AC thì bằng với cái đường chéo BD. Xong được câu hỏi nhỏ đầu tiên. Bạn nào chưa xong, các bạn có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong phần này. Tiếp theo, hình chữ nhật, người ta cho các bạn hình chữ nhật ABCD như hình 2. Chúng ta có hình chữ nhật ABCD như hình 2 này. Ở đây thì người ta hướng dẫn các bạn là để kiểm tra xem hai đường thẳng song song có song song với nhau hay không. Nếu hai đường thẳng mà nó cùng vuông góc với một đường thẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Ví dụ như chúng ta vừa đo được góc này là góc vuông đúng không? Cái góc này các bạn cũng đo được góc vuông. Như vậy AD này vuông góc với AB, mà BC cũng vuông góc với AB, như vậy suy ra hai đường thẳng này song song với nhau. Tương tự cái góc này cũng là góc vuông phải không nào? Góc này là góc vuông thì chúng ta có cạnh này AB này vuông góc với cạnh AD. Cạnh CD cũng vuông góc với cạnh AD. Như vậy hai cái cạnh này này nó cùng vuông góc với cạnh này, như vậy hai cái đường thẳng này song song với nhau. Đây người ta vừa hướng dẫn các bạn ở phía dưới. Nhưng mà chúng ta đã trả lời phía trên rồi, chúng ta đã kiểm tra các cặp cạnh đối, chúng ta nói nó song song rồi. Người ta cho các bạn hình chữ nhật ABCD như hình 2. Đối với hình chữ nhật thì sẽ có 4 đỉnh, có đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D. Có các cặp cạnh đối diện bằng nhau, có cạnh AB này thì bằng cạnh CD này. Đấy, cạnh BC thì bằng cạnh AD này. Có hai cặp đối diện song song, chúng ta có cặp cạnh này này, song song với nhau này. Đấy, AB song song với CD, AD thì song song với BC. Ở đây có 4 góc. 4 góc, chúng ta có góc đỉnh A này, góc đỉnh B, góc đỉnh C và góc đỉnh D. 4 góc này bằng nhau, 4 góc này đều là các góc vuông. Các bạn có thể dùng eke kiểm tra. Có hai đường chéo bằng nhau. Đây, hai đường chéo AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cắt nhau tại trung điểm tức là sao? Hai cái đoạn này bằng nhau nhá. Cái AC bằng BD rồi. O là trung điểm của AC tức là OA thì bằng OC. O là trung điểm của BD tức là sao? OB thì bằng OD. Đấy. Như vậy chúng ta có AC bằng BD này, OA bằng OC và OB bằng OD. Sang phần thực hành. Phần thực hành thứ nhất, yêu cầu các bạn đo và so sánh độ dài của các đoạn thẳng OM, ON, OP, OQ của hình chữ nhật MNPQ. Thì ở đây cách nhanh nhất là các bạn dùng eke. Các bạn mở eke nó bằng đúng bằng cái đoạn OM cho cô. Đây các bạn mở eke là mở compa, xin lỗi. Có gì lỗi nhá, chúng ta mở compa. Đây, mở compa đúng bằng OM này. Sau đó các bạn giữ nguyên cái compa này, các bạn thấy nó đúng bằng cái đoạn OQ luôn này. Giữ đúng cái compa như vậy, nó đúng bằng đoạn ON này. Các bạn giữ nguyên cái compa thì nó đúng bằng cái đoạn OP này. Như vậy bốn đoạn này là bằng nhau. Như vậy chúng ta có cái phần thực hành 1. Các bạn có thể dùng cái compa để các bạn kiểm tra. Thì chúng ta có phần thực hành 1 như sau. Thực hành 1 thì chúng ta có các đoạn là OM này thì bằng ON này bằng OP này và bằng OQ. Đấy. Bốn đoạn bằng nhau. Tiếp tục. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại kiểm tra nhé. Cô chuyển sang phần tiếp theo như sau. Sắp xếp hình 3A, 3B, 3C thành hình chữ nhật sao cho khi sắp xếp, sau khi sắp xếp thì nó được hình này. Như vậy ở đây thì nó không có màu sắc, tuy nhiên ở trong sách của các bạn thì nó sẽ có màu sắc đấy. Nó kiểu màu vàng kết hợp với cái màu nâu nâu một chút đấy, đúng không? Thì ở đây này, cái hình này này, cái hình này thì các bạn xếp vào đây.
Được chưa? Có phải là cái hình này này? Thì các bạn xếp vào đây không? Như vậy chúng ta có hình này là hình số 1. Cái hình này này, đây, hình chỗ này, các bạn xếp lên phía trên này. Ví dụ như các bạn đặt cái hình này giữ nguyên đây nhá. Các bạn xếp cái phần này này lên phía trên này. Đây, lên sát phía trên này. Như vậy hình này là số 2 ở đây. Sau đó các bạn đưa cái phần này, các bạn ghép vào phía dưới này. Đấy, đưa cái phần này ghép vào phía dưới phần còn lại thì chúng ta sẽ được cái hình này. Như vậy đây sẽ là hình số 3. Các bạn tưởng tượng ra chưa? Chúng ta sẽ có hình thứ nhất này, hình thứ hai các bạn đưa lên đây này. Hình thứ hai ghép lên đây. Và cái hình thứ ba này các bạn đưa sang đây. Được chưa? Cái hình thứ hai này các bạn đưa lên đây. Đấy, cái hình số 3 này các bạn cho sang đây. Cho cái hình số 3 sang đây. Thì chúng ta sẽ được cái hình D. Sang phần thực hành số 2. Vẽ hình chữ nhật. Yêu cầu các bạn vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng 4cm và chiều rộng AD bằng 3cm theo hướng dẫn sau. Chúng ta sẽ cùng thực hành vẽ. Sau đó thì các bạn theo các cái bước, theo các cái thao tác này này. Sau đó thì các bạn so sánh với cái hình mà người ta vẽ ở đây xem thử như nào nhé. Để vẽ được thì các bạn dùng có cho cô thước thẳng hoặc là cái eke, nó có cái phần chia, có vạch chia đấy. Cô sẽ vẽ một cái đoạn bằng 4cm trước. Vẽ đoạn AB bằng 4cm. Đây. Đây là đoạn AB. Rồi. Vẽ AD bằng 3cm và vuông góc với cái đoạn AB. Như vậy các bạn vẽ cho cô một cái góc vuông trước qua A này. Các bạn đặt cái góc vuông của cái con pa này, nó ở cái đỉnh A, sao cho AB, đoạn AB trùng với 1m của góc vuông. Các bạn sẽ vẽ theo mép góc vuông còn lại. Và trên cái đoạn, trên cái đường vuông góc này, các bạn lấy cho cô một cái đoạn bằng 3cm. Đây chúng ta lấy luôn, đo luôn bắt đầu từ 0 cho đến 3cm. Đây chính là bằng 3cm đây rồi. Như vậy chúng ta được AD. Đầu tiên vẽ AB này, sau đó vẽ một cái đường thẳng vuông góc với cạnh AB tại A. Và trên cái đường vuông góc đấy các bạn lấy điểm D, sao cho AD này bằng 3cm. Rồi. Qua B các bạn cũng vẽ cho cô một cái đường vuông góc với AB. Qua B này, các bạn vẽ đường vuông góc với AB. Như vậy các bạn đặt cái góc vuông trùng với cái đỉnh của B. Đỉnh B. Một cạnh của cái eke này thì trùng với cạnh AB. Các bạn sẽ vẽ theo cái mép thước còn lại. Đấy, vuông góc như thế. Rồi qua D các bạn vẽ đường thẳng vuông góc với AD. Như vậy chúng ta vừa vẽ một cái đường thẳng vuông góc với AB này. Qua D, qua cái điểm D này, các bạn vẽ cho cô một đường thẳng vuông góc với lại AD. Như vậy muốn vẽ vuông góc với AD thì các bạn đặt này, cái đỉnh của cái góc vuông của eke trùng với D này, sao cho một cạnh của góc vuông của eke thì trùng với cạnh AD. Các bạn vẽ theo cái mép của cạnh góc vuông còn lại. Đây. Như vậy chúng ta vừa vẽ một cái đường thẳng qua D vuông góc với AD. Hai đường thẳng này cắt nhau ở C. Tức là hai đường thẳng nào? Hai đường thẳng, một đường thẳng đi qua B này, đi qua B vuông góc với AB này, và đường thẳng đi qua D này vuông góc với AD này. Hai đường thẳng này cắt nhau đâu thì đấy chính là điểm C. Như vậy đây chính là điểm C. Và chúng ta đã vẽ như thế này thì chúng ta đã được hình chữ nhật ABCD. Các bạn có thể thao tác lại như cái cách mà cô vừa hướng dẫn các bạn xong. Chúng ta thao tác theo các cái bước này. Và đây chính là hình mà người ta đã vẽ đây. Còn đây hình cô vẽ. Tiếp tục cô chuyển sang phần tiếp theo.
Vận dụng 2, em hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành 4 hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng. Như vậy để xếp một cái hình chữ nhật, cắt và xếp một hình chữ nhật đúng không? Thì các bạn sẽ làm như sau. Cô ví dụ cô có một cái mảnh giấy như thế này. Đây, cô có một cái hình chữ nhật. Lấy như này cô cắt nha. Ví dụ đây, cô có một cái hình chữ nhật như này. Các bạn cắt một hình chữ nhật ra đây, cô tận dụng cái giấy mà trước cô đã hướng dẫn các bạn làm đấy. Để chia cái hình chữ nhật này thành 4 hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng thì các bạn làm như sau này. Chúng ta có một hình chữ nhật này. Các bạn gấp cái mép này, gấp mép chiều dài với nhau. Được chưa? Các bạn gấp này, này nhìn này. Chúng ta gấp hai cái mép này. Các bạn gấp hai mép này với nhau. Đấy, tưởng tượng ra chưa? Đấy. Rồi, sau khi gấp hai mép này rồi, các bạn miết cho chặt đi, tức là chúng ta vừa chia đôi ra, đang như này đúng không? Đang hình chữ nhật như này này. Các bạn gấp đôi lại sao cho cái đỉnh này này nó trùng với đỉnh dưới này, đỉnh này trùng với đỉnh dưới, được chưa? Sau được bước thứ nhất. Sang bước thứ hai, các bạn lại gấp đôi cái tờ giấy này. Gấp này sao cho đỉnh này này trùng với cái đỉnh này. Và cái đỉnh này thì nó trùng với đỉnh này. Đây các bạn gấp đôi. Các bạn cứ lấy một hình chữ nhật ra rồi xong rồi các bạn thao tác. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ cắt theo những cái này. Đây, bây giờ các bạn sẽ cắt này. Đây có phải như này không? Lúc nãy chúng ta gấp đôi này, một hình chữ nhật này, gấp đôi lại này, xong rồi gấp lại như này. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta chỉ cần lấy thước các bạn cắt, à lấy kéo các bạn cắt theo các cái nếp gấp của ta thôi. Cô sẽ dùng cái này. Cô dùng cái này cô cắt đi. Được chưa? Như vậy chúng ta vừa cắt theo một cái nếp đấy này. Chúng ta sẽ cắt theo các nếp gấp. Tiếp theo các bạn sẽ cắt theo nếp gấp này. Nếp gấp này nó hơi cứng một chút thì cô có thể dùng cái kéo. Cô cắt. Kéo thủ công của em bé nhà cô. Như vậy cắt này. Như vậy chúng ta được 4 hình chữ nhật. 1, 2, 3, 4. 4 hình chữ nhật có kích thước như nhau. Đấy, chồng khít lên nhau. Các bạn hãy tự thực hành nhé. Cô vừa hướng dẫn xong rồi nhé. Đấy. Xong cái phần vận dụng 2, tiếp tục cô chuyển sang hình thoi. Cái hình cho hình thoi như hình 4, chúng ta có đây là hình thoi. Hình thoi A, B, C, D. Hãy đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi. Như vậy, để so sánh thì các bạn hãy dùng cái compa. Các bạn mở compa đúng bằng một cạnh của hình thoi. Đây. Được chưa? Các bạn đo các cạnh còn lại này. Chúng ta đo các cạnh còn lại. Cạnh còn lại cũng bằng như vậy luôn. Đây, cạnh này nó cũng bằng cái độ dài compa các bạn đã mở. Cái này cũng vậy. Như vậy, sau khi đo xong thì chúng ta thấy là gì? Bốn cạnh của hình thoi là bằng nhau. Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh A, B và A, B, C, D. Chúng ta có A, B này, C, D này. Cạnh AB và cạnh AD có song song với nhau hay không? Thì chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy hai cặp cạnh đối song song. Các cạnh cạnh đối song song. AC và BD được gọi là đường chéo. Chúng ta có hai đường chéo đây, đường chéo AC và đường chéo BD. Dùng EK kiểm tra xem là hai đường chéo này có vuông góc với nhau hay không? Thì các bạn hãy dùng cái EK. Chúng ta kiểm tra đây. Thì chúng ta rõ ràng thấy hai đường chéo này vuông góc với nhau. Được chưa? Vậy các bạn có thể trả lời như sau. So sánh các cạnh của hình thoi thì ở đây là chúng ta có các cạnh của hình thoi là bằng nhau này. Nếu các bạn có viết vào thì các bạn chỉ dùng bút chì thôi các bạn nhé. Đừng có ghi bằng bút mực như cô nhé.
Cô viết như này để khi mà cô quay lên thì các bạn nhìn rõ thôi. Như vậy chúng ta có các cạnh của hình thoi bằng nhau. Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD này, CD và AD có song song với nhau hay không, thì chúng ta sẽ trả lời là nó sẽ có song song với nhau. Đây, các cặp cạnh này nó sẽ có song song với nhau. Có song song với nhau, tức là sao? Tức là AB thì song song với CD, BC song song với AD. Rồi, dùng kiểm tra, dùng eke để kiểm tra hai đường chéo thì các bạn kiểm tra thì hai đường chéo có gì? Có vuông góc với nhau. Chúng ta có là hai đường chéo này. Hai đường chéo thì nó có vuông góc với nhau. Các bạn có thể, nếu các bạn khoanh vào thì các bạn hãy dùng bút chì các bạn khoanh vào nhé. Bây giờ cô chuyển sang phần tiếp theo như sau. Chúng ta kiểm tra thấy góc này là góc vuông này. Đấy, nó vuông góc này. Vậy nó sẽ song song. À, nó sẽ hai đường chéo vuông góc với nhau. Tiếp theo. Người ta cho các em là hình thoi ABCD như hình 5 ở đây. Chúng ta có 4 đỉnh, đỉnh A này, đỉnh B này, đỉnh C và đỉnh D. Chúng ta có 4 cạnh bằng nhau là cạnh AB này, bằng BC, bằng CD và bằng DA. Chúng ta có 2 cặp cạnh đối diện song song, tức là cạnh AB thì song song với cạnh CD. Cạnh BC thì song song với cạnh AD. Và chúng ta có hai đường chéo vuông góc với nhau, đó là đường chéo AC thì vuông góc với BD. Sang phần thực hành 3. Cho hình thoi EZKL, đây EZKL. Có hai đường chéo cắt nhau tại O, có hai đường chéo là đường chéo IK và ZL cắt nhau tại O. Dùng eke để kiểm tra xem hai đường chéo này có vuông góc với nhau hay không thì các bạn hãy dùng eke. Muốn biết là có vuông góc hay không thì chúng ta sẽ kiểm tra một cái góc này. Đây, chúng ta thấy góc này là góc vuông. Đúng chưa? Như vậy hai đường chéo này có vuông góc với nhau. Các bạn sẽ trả lời cho cô là hai đường chéo này vuông góc với nhau. Có vuông góc với nhau. Nếu các bạn có khoanh vào thì các bạn hãy dùng bút chì các bạn khoanh nhé, để sau đấy chúng ta xóa đi. Dùng kappa để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm mỗi đường hay không. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì sao? Tức là các bạn có, chúng ta có trung điểm, chúng ta có hai đường chéo này, đường chéo IK và đường chéo ZL. Nếu nó là cắt nhau tại trung điểm thì O này nó là trung điểm của IK, tức là OI phải bằng OK. O này là trung điểm của LG, tức là OL phải bằng OG. Như vậy các bạn sẽ dùng cái eke, cái compa để các bạn kiểm tra cho cô. Đây, chúng ta xem thử là OI có bằng OK hay không. Đây, mở compa này, giữ nguyên như vậy chúng ta có đoạn này cũng bằng này. Như vậy hai đoạn này bằng nhau. Như vậy chứng tỏ O này là trung điểm của IK. Tiếp theo, muốn biết là O có là trung điểm của LG hay không thì các bạn mở compa này. Đây, mở compa, giữ nguyên này, thì đoạn này cũng bằng như vậy. Như thế thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Chúng ta có là hai đường chéo này nó có cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đấy, các bạn sẽ trả lời như vậy cho cô. Và cụ thể ở đây là chúng ta thấy là gì? OI. OI thì bằng OK. Và chúng ta có OL thì bằng OG.
Tiếp theo sang phần thực hành 4. Vẽ hình thoi. Vẽ hình thoi ABCD, biết mỗi cạnh của nó thì biết khi biết cạnh một cạnh là bằng 3 cm và biết đường chéo AC bằng 5 cm theo hướng dẫn ở đây. Vậy thì các bạn hãy chúng ta hãy sử dụng này. Đưa ra chúng ta sử dụng là compa này, eke, thước, chúng ta cứ chuẩn bị những cái dụng cụ đấy. Nếu mà dùng đến dụng cụ nào thì chúng ta dùng nhá. Bây giờ cô sẽ thực hành và vẽ xem thử có ra được cái hình như người ta đã vẽ cho các em ở đây hay không. Đầu tiên các bạn vẽ cho cô một cái đoạn thẳng AC bằng 5 cm. Như vậy các bạn vẽ bất kỳ AC, người ta ở đây người ta vẽ đường chéo trước, AC bằng 5 cm. Rồi, lấy A và C làm tâm, các bạn vẽ cho cô hai cái đường tròn, đường kính 3 cm. Như vậy, bây giờ các bạn sẽ dùng đến cái compa. Các bạn mở cái compa bằng 3 cm này, mở compa bán kính bằng 3 cm này. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn đặt tâm compa tại A, các bạn quay cho cô một cái vòng tròn. Đường tròn tâm A bán kính 3 cm. Sau đó giữ nguyên cái vòng tròn này vẫn bán kính 3 cm, các bạn đặt tâm tại B, à tại C. Các bạn quay. Hai cái đường tròn này cắt nhau. Hai đường tròn này cắt nhau tại B và D. Như vậy các bạn có thể lấy B ở đây. B ở đây thì D ở dưới, mà nếu mà B ở dưới thì D sẽ ở trên, tùy các bạn. Như vậy ở đây người ta lấy B này và D. Rồi nối A, nối AB với CD. Đây, chúng ta sẽ nối như này. Như vậy chúng ta đã được cái hình này là hình thoi. Đây cô vừa hướng dẫn cho các bạn xong. Như vậy cái đoạn này bằng 3 cm này. Vì chúng ta quay mà chúng ta mở compa mà bán kính bằng 3 cm thì đoạn này bằng 3. Cái đoạn này cũng là từ tâm này đến các điểm nằm trên đường tròn thì đoạn này cũng bằng 3. Chúng ta đặt tâm ở C đúng không? Chúng ta quay đường tròn bán kính là bằng 3 cm thì cái này thuộc cái đường tròn này. Như vậy cái đoạn này cũng bằng 3. Đoạn này cũng bằng 3 cm. Đấy, như vậy có phải là hình thoi không? Hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau đây các bạn. Thực hành xong được cái phần thực hành 4. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần vận dụng số 3. Bạn nào chưa xong thì các bạn có thể dùng một chút để các bạn làm cho xong nhé. Chắc là hôm nay chắc là cô chỉ dừng lại cái phần lý thuyết của hai hình thôi. Còn cái phần hình bình hành với lại hình thang cân này chắc cô để sang video tháng sau đi nhé. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn xong cái phần vận dụng số 3 này. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài giảng hôm nay. Đấy. Các bạn nhớ ủng hộ cô nhé, xem video của cô, các bạn thấy video của cô hữu ích cho các em thì hãy nhớ ủng hộ cô, nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và hãy chia sẻ các bạn, giới thiệu các bạn các em vào cùng xem kênh của cô. Vận dụng số 3, cho hình thoi, vẽ hình thoi MNBQ, biết là cái cạnh bằng 4 cm. Em hãy thảo luận với các bạn về cách vẽ, tức là chúng ta hãy nêu cách vẽ với các bạn đấy, xem từng cách vẽ của mình như nào. Như vậy chúng ta sẽ sang phần vận dụng 3.
Như vậy, trước tiên các bạn vẽ cho cô một cái cạnh MN bằng 4 cm. Chúng ta phải nêu được cách vẽ. Vẽ cạnh MN bằng 4 cm. Vẽ cho cô MN bằng 4 cm. Tiếp theo, các bạn vẽ cho cô một cái cạnh là NP bất kỳ cũng bằng 4 cm. Vẽ tiếp. Vẽ cạnh bất kỳ thôi. Vẽ tiếp NP bằng 4 cm. Như vậy đây. Trước tiên này, cô hãy nêu cách vẽ hết trước đã, xong đấy cô thực hành cái vẽ sau nhé. Vẽ cạnh MN bằng 4, cạnh NP, MN rồi, NP rồi. Bây giờ các bạn vẽ cho cô, vẽ cho cô cái đường tròn tâm M. Vẽ cho cô đường tròn tâm tại M, bán kính 4 cm. Và các bạn vẽ cho cô đường tròn tâm P, bán kính cũng 4 cm. Vẽ tiếp đường tròn tâm P, bán kính 4 cm. Hai đường tròn này cắt nhau tại đâu thì đấy chính là điểm Q. Hai đường tròn này cắt nhau tại đâu thì đó là điểm Q. Và các bạn nối Q với M và Q với P. Nối Q M Q P. Thì ta được hình thoi MNPQ. Ta được hình thoi MNPQ. Bây giờ cô sẽ thực hành vẽ cái hình thoi này theo cái các cái bước cô vừa hướng dẫn các bạn đây. Các bạn hãy ghi các cái bước vào đã. Sau đó chúng ta sẽ thực hành vẽ. Đầu tiên các bạn vẽ cho cô một cái cạnh. Vẽ cho cô một cạnh bằng 4 cm.
Như vậy, đây cô vẽ cạnh MN bằng 4 cm. Sau đó các bạn vẽ cho cô một cái đoạn NP cũng bằng 4 cm. Hai đoạn này bằng nhau nhé, cùng bằng 4 cm các bạn nhé. Đây này, đoạn này bằng 4 cm này. Thì cái đoạn bên này này cũng bằng 4 cm, tức là cũng bằng cái đoạn mà chúng ta vừa vẽ này. Rồi, bây giờ các bạn vẽ vừa cô vừa mở 4 cm ra, cô đặt tâm đường tròn này. Vẽ cho cô đường tròn tâm M bán kính 4 cm này. Đây các bạn có thể vẽ một phần này thôi, vẽ như cô một phần này thôi. Bên này các bạn vẽ cho cô cái đường tròn tâm P cũng bán kính 4 cm. Hai đường tròn này cắt nhau tại đâu thì đấy chính là điểm Q. Như vậy chúng ta vừa xác định được điểm Q ở đây. Các bạn chỉ cần nối QM và QP. Như vậy chúng ta đã vẽ xong được hình thoi. MNPQ có cạnh bằng 4 cm các bạn. Hãy thao tác theo cô nhé. Yêu cầu các bạn hãy vẽ thật nhiều hình, hãy vẽ thật nhiều, hãy thực hành thật nhiều để chúng ta vẽ tốt hình các bạn nhé. Các em hãy về có thể xem trước cái phần lý thuyết của cái phần hình bình hành và hình thang cân. Ở video tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần lý thuyết của hai hình còn lại. Để ủng hộ cô thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ các bạn, các em cùng xem kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.